người bên này. Trời ơi, đấy là tại vì anh chưa có lý do để chơi thôi, và anh chưa có người chơi cùng thôi. Ví dụ mà anh có một người chơi cùng xong sau đó cũng kết đôi các kiểu đi sân bot, đi phòng bạn với nhau thì nó lại khác bị bọt hẳn, đúng không? Chơi gì đây ạ? Đây là game giang hồ chim mộng nhá. Mọi người để ý dưới comment và sẽ thả code xuống cho mọi người. Nên là ai chơi thì mọi người cứ lấy về nhá, lâu lâu thì có một lần đấy.